Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đang trong những cái ngày nghỉ dịch Covid-19 thì chúng tôi xin chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần ở nhà bên gia đình của mình là thật vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì thời tiết của Hà Nội rất là đẹp trời rồi đấy ạ. Đúng là thời tiết cũng thay đổi như là người yêu trở mặt vậy. Hôm qua thì còn nắng chang chang mà hôm nay thì lại dở dang như này. Lúc nãy thì mưa mà bây giờ thì trời lại rất là đẹp rồi ạ. Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe phiên bản SUV đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là chiếc xe Honda CR-V. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe đã chạy được 8 vạn km rồi ạ. Đây là cái phiên bản 2.4 và được sản xuất và lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam. Chiếc xe chạy được 8 vạn km rồi, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký năm 2011 ạ. Chiếc xe này là chiếc xe màu vàng, đây là chiếc xe màu vàng cát đấy ạ. Và chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ rồi. Quý vị và các bạn nhìn qua thì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ. Đây là một chiếc xe màu vàng là phiên bản 2.4 và đã chạy 8 vạn km rồi. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán tại cửa hàng với giá là hơn 400 triệu đồng. Và chủ xe cũng đã lắp rất là nhiều đồ rồi, quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là cái head up display, tức là cái hiển thị tốc độ đến kính lái ạ. Và camera 360. Đây là cái phần camera 360 ở trên gương này. Cái gương này là chủ xe cũng đã độ rồi, khi mình tắt máy thì là nó sẽ tự động nó gập, không phải bấm nút nữa mà tự động gập, khi mà nổ máy thì là cái gương này nó mới ra thôi. Và khóa cũng là khóa thông minh. Khóa thông minh để nổ start stop rồi đấy ạ. Lát nữa tôi quay chi tiết và tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết hơn về cái mà chủ xe đã lắp thêm đây ạ. Về cái nhìn về cái tổng thể bên ngoài thì chiếc xe này còn rất là đẹp. Sau đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về phần bên ngoài này và cái phần nội thất cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể đánh giá được chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip của chúng tôi thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên kênh ô tô 360 này. Quý vị và các bạn hãy like clip này, đăng ký kênh và chia sẻ kênh ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Honda CR-V 2.4 2010, đăng ký 2011 màu vàng này ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên tôi vẫn quay cho quý vị và các bạn xem chi tiết về cái tổng thể của bên ngoài của chiếc xe này ạ. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp rồi, rất là râm mát, nhưng có điều là rất là gió. Và cái đằng kia là mấy cái công trường xây dựng đang thi công, cho nên là cái tiếng ồn của nó rất là nhiều. Quý vị và các bạn hãy thông cảm cho tôi vì tôi thu âm trực tiếp tại chỗ quay này, cho nên là cạnh cái mấy cái công trường xây dựng, cho nên nó hơi ồn ào một tí, tiếng nó hơi khó nghe một tí, thì quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm giúp chúng tôi với ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn đây ạ. Đây là một chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 màu vàng. Chiếc xe được sản xuất năm 2010 và được sản xuất tại công ty Honda Việt Nam ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2010 ạ. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết tổng thể về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Màu vàng cát này rất là đẹp đây ạ. Và chiếc xe này tất cả các thứ còn nguyên bản hết ạ. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều cho nên là rất là bóng bẩy và đẹp đẽ đây ạ. Quý vị và các bạn cùng xem này, tôi đang quay chi tiết. Chúng tôi có thể quay chi tiết nhất cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi camera của chúng tôi đây ạ. Đây là cái phần đầu, tức là cái phần ba đờ sốc trước của xe đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng xem. Phần ba đờ sốc trước của xe cũng còn đang rất là đều và đẹp ạ, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả đâu. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem. Tất cả những chiếc xe mà chúng tôi mua về, chúng tôi đều có sự tuyển chọn và chọn lọc rất là kỹ để đem lên đây để bán cho quý vị và các bạn, vì là chúng tôi phải giữ uy tín. Tất cả nó còn nguyên bản đấy ạ.
quý vị và các bạn cùng xem. Từ những cái khe cột chữ A này, keo chỉ này, cột chữ keo, khe cột chữ A này, rồi khe cabo mới tai, khe tai mới bắt đầu sốc trước này, tất cả còn đang là rất kín khít, chưa có sự đâm đụng, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả, cho nên nó còn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần đèn pha của xe. Honda cũng đã trang bị cho phiên bản CR-V 2.4 này là đèn pha bi xenon. Đây là cái đèn pha bi xenon mà Honda đã trang bị cho chiếc xe CR-V này rồi đấy ạ. Và tất cả nó còn đang rất là mới và đẹp ạ. Cái đèn pha này còn đang rất là mới và đẹp. Đây mời quý vị và bạn cùng xem. Tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Và bên dưới cặp đèn pha này là một cặp đèn gầm. Cặp đèn gầm mà Honda cũng đã trang bị lên chiếc CR-V 2.4 này rồi ạ. Dàn đèn màu vàng này ạ. Dàn đèn màu vàng này nó rất có tác dụng cho đi trời sương mù. Và đèn nó chiếu thêm ở cái tầm gần. Nếu như quý vị và các bạn đi đường sương mù hoặc là đi những cái đường xấu thì soi rất là sáng ở cái phần thấp đấy. Đấy, chủ xe cũng đã độ rất nhiều đồ. Vừa nãy tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn xem rồi đấy. Bây giờ tôi quay đến đâu tôi giới thiệu chi tiết lại cho quý vị và các bạn xem những cái đồ đấy, độ đấy. Chúng ta có thể nhìn một góc nghiêng để xem thấy cái độ sơn của nó, cái độ phẳng của nền của sơn cánh cửa này nó còn nguyên bản hay không, là nếu như làm lại thì cái nền này nó sẽ không còn được căng nữa. Đấy, và nếu như tai nạn đâm đụng gì thì làm lại cái nền này nó không căng. Còn đây là nếu như mà nó xước sát nhẹ nhàng sơn lại thì nền nó vẫn còn căng. Tôi sẽ cố gắng quay chi tiết nhất, quay từ các góc cho quý vị và các bạn xem để quý vị và các bạn có thể thấy được chiếc xe này có đẹp như thế nào, có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó làm sao. Mời quý vị và các bạn theo dõi camera của chúng tôi để xem. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên cái cặp gương chiếu hậu của xe này rồi đây. Đây là cái xi nhan đã được tích hợp lên cặp gương chiếu hậu. Và chủ xe cũng đã lắp thêm đây là cái phần camera 360, camera sườn đấy. Đấy, camera sườn và chủ xe lắp thêm để hiển thị lên màn hình của chiếc xe. Tí nữa tôi sẽ cho quý vị và bạn xem nó hiển thị lên màn hình như thế nào. Đây là cái dòng SUV, tức là cái dòng xe gầm cao, nên là Honda cũng đã trang bị cho một chiếc xe CR-V này là một cái bậc cửa. Đây là cái bậc cửa đấy ạ. Bậc cửa của xe đấy. Chiếc xe đã chạy được 8 vạn km rồi, cho nên là dàn lốp cũ của xe đã phải được chủ xe thay bằng một dàn lốp rất là mới đấy ạ. Quý vị và các bạn cùng xem, đây là một cái dàn lốp mới mà chủ xe đã thay cho chiếc Honda CR-V này. Dàn lốp này thì chủ xe cũng mới thay thôi, nhưng nên nếu như quý vị và các bạn đi về thì quý vị và các bạn cũng không phải thay nữa đâu, đi thoải mái. La răng thì cũng có hơi xước sát theo thời gian. Đây là cái dòng Honda CR-V, la răng nó sẽ lồi ra ngoài, la răng nó cong lồi ra ngoài, cho nên là đi vào vỉa hè thì rất hay bị xước la răng này. Cái đây là tình trạng chung của Honda CR-V rồi, gần như là cái la răng nào cũng sẽ bị xước như này. Nhìn về cái phần đuôi của xe đây ạ. Mời quý vị và các bạn xem về phần đuôi, phần ba là sốc sau của xe đấy ạ. Tất cả cũng khe hở cũng còn đang rất là đều. Tôi quay cho quý vị và các bạn cùng xem đấy, khe hở cũng đều, thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay va chạm, chưa có tác động của sự bên ngoài gì cả, cho nên là cái khe hở nó mới đều và đẹp như thế này ạ. Chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả đâu ạ. Tất cả các khe hở còn đang rất là đều. Tôi quay cho quý vị và các bạn xem. Đây, những cái khe hở này. Khe hở này. Tất cả những cái khe hở này còn đang rất là đều, là chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là tác động gì vào đây, cho nên là khe hở nó mới đều như vậy ạ. Đây là cái camera mà chủ xe cũng đã lắp thêm như chiếc xe này đấy ạ. Camera 360, đây là cái phần camera đằng sau. Camera sau rồi đấy ạ. Camera rất là xịn ạ. Tôi cũng chưa hiểu được sao nó lại có hai mắt. Mắt này là mắt gì, và mắt này mắt camera, hay là mắt này là mắt cảm biến. Đấy, có thể đây là mắt cảm biến và mắt camera, hai cái nó sát nhau. Vì là chiếc xe này cũng có cảm biến mà tôi chưa nhìn thấy cái cảm biến sau đâu, hay có lẽ đây là cảm biến luôn. Đây là cái phiên bản Honda CR-V và là cái phiên bản 2.4 số tự động. Đây là cái phần đèn hậu của xe. Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V phiên bản 2.4 ở cái đời 2010-11 này, thì là cái cặp đèn hậu rất là đẹp mắt và rất là trải dài từ phần hông cho lên đến cái phần cốp sau đấy ạ. Trải dài rất là dài và đẹp ạ. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã độ lên cái đèn lùi này là cái đèn LED rồi, rất là sáng. Công nghệ của LED thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, rất là sáng và lại tiết kiệm điện. Đấy, cho nên là nó không hại cho ắc quy. Đèn thì sáng hơn mà lại đỡ hại cho ắc quy hơn. Đấy.
Bên này cũng vậy đấy ạ. Chủ xe cũng đã trang bị lên cái đèn lùi này là đèn LED rồi ạ. Và cái đèn, bộ đèn hậu này trải dài lên trên cả nắp cốp và cả đến đây phần hậu này. Rất là đẹp ạ. Xe đã được trang bị đầy đủ các option như từ la răng đúc ghế ra cho đến nắp đã đầy đủ hết rồi đấy ạ. Nhìn về cái tổng thể của chiếc xe Honda CR-V và là cái phiên bản SUV 5 chỗ thì là chiếc xe này rất là đẹp và được rất nhiều người sử dụng trên thị trường từ ngày xưa đến bây giờ rồi. Lúc nào cũng chưa bao giờ hết hot. Đấy, tôi sẽ quay một vòng nữa cho quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Trước khi quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất thì tôi sẽ quay qua một vòng cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy nó còn chiếc xe. Để quý vị và các bạn cùng thấy chiếc xe Honda CR-V 2010 đăng ký 2011 đẹp như thế nào đấy ạ. Xin mời quý vị và các bạn xem. Và hôm nay trời ở đây rất là rất mát nhưng mà nó lại có cái điều cũng thuận lợi. Rất mát thì thường là nó lại rất là gió to. Tôi quay gió to thì cái tiếng gió nó cũng rất là ù. Mà mở cái cửa ra thì nó lại tự đóng lại đây thì là gió nó thổi rất là mạnh. Quý vị và các bạn cũng thông cảm cho tôi về cái sự cố về cái tiếng gió tiếng ồn này ạ. Không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Vẫn là như thường khi là tôi quay về cái phần cánh cửa này trước cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây có phần keo chỉ trên cái cánh cửa này. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết về cái phần keo chỉ cho quý vị và các bạn cùng xem. Tất cả keo chỉ nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Táp bi cửa đây. Táp bi cửa cũng còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Toàn bộ về cái phần vô lăng cũng được bọc da tích hợp các phím điều khiển này, ghế da này. Ghế da cũng là ghế này là ghế chỉnh điện rồi đấy. Quý vị bạn cùng xem ạ, ghế chỉnh điện 8 hướng rồi đấy. Sau những năm tháng sử dụng từ năm 2011 đến bây giờ và chiếc xe đã chạy được 8 vạn rồi thì ghế da cũng có chút hao mòn rồi đây. Mời quý vị và các bạn cùng xem nó hao mòn và đây nó là hao mòn nguyên bản nhé. Nếu như những chiếc xe nào mà chạy 8 vạn rồi mà từ năm cùng đời mà nó lại còn đẹp nữa, tất cả mà còn đẹp còn căng thì quý vị và các bạn phải hiểu được rằng đấy là phải là làm lại rồi thì nó mới đẹp như vậy. Vì cái phần da xịn để làm đi qua, vì cái phần da xịn này sau 5 tháng sử dụng nó sẽ nhăn lại như này và cái phần ngồi xuống thì nó sẽ bị xẹp đi như này. Nếu như còn căng, nếu như chiếc xe này mà còn căng hoặc là còn đẹp thì chắc chắn là salon đã phải làm rồi thì nó mới được đẹp như vậy. Đây, tất cả tôi để nguyên bản ghế chỉnh điện đấy. Đấy. Và cái phần vô lăng đây, vô lăng cũng là vô lăng nguyên bản đấy. Đây, nếu như mà vô lăng mà mới thì làm lại rồi. Đây là vô lăng chúng tôi để nguyên, chạy 8 vạn thì nó như thế này. Đang lát nữa tôi quay chi tiết lại. Và trong xe tôi quay chi tiết lại. Điện đây tôi giới thiệu qua không. Đây là cái phần gương gập điện nguyên bản của xe đấy. Bấm nút là gập điện như chủ xe cũng đã độ lên là cứ tắt máy là gập điện chứ không cần phải bấm nút nữa. Chỉ cần lên xe tắt máy là gập điện thôi. Còn đây là cái phần bật tắt của cảm biến lùi. Phần này cũng là phần độ thôi vì nguyên bản nó không có cái phần bật tắt của cảm biến lùi nữa đây cả. Đấy. Tôi cũng thấy có phần bật tắt này và đằng sau nó lại có cả về cái phần camera sát cảm biến lùi đấy. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xem đấy. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Sản xuất tại công ty ô tô Honda Việt Nam. Đây là cái phiên bản 2.4. Sản xuất và lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam đấy ạ. Và cái phiên bản 2.4 chiếc xe được sản xuất năm 2010 và đăng ký năm 2011 ạ. Đây là cái phần táp bi sau của chiếc xe đấy ạ. Táp bi sau cũng còn đang rất là mới và đẹp ạ. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Tôi cam kết là chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước gì cả, tất cả keo chỉ nguyên bản. Ốc cánh cửa, ốc bàn lề cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Nội thất còn rất là đẹp ạ. Phần trần, đây là cái phần trần tiện, đây là tôi quay qua cho quý vị và các bạn xem là cái phần trần này còn đang rất là đẹp sạch sẽ. Vì ghế da về cái phần đằng sau này còn đang rất là mới. Ghế da còn đang rất mới và đẹp ạ. Đây là cái phần cốp sau của xe. Đầu tiên tôi quay chi tiết cho quý vị bạn xem đây ạ. Đây là cái cốp sau của xe. Tất cả cái ốc cốp. Đây, tất cả cái ốc cốp còn nguyên hết. Ốc cốp còn nguyên hết. Keo chỉ. Keo chỉ cũng còn nguyên hết ạ. Keo chỉ của cốp này còn nguyên hết.
cho nên là chưa có dấu hiệu của sự đụng hay tác động gì vào đây đâu. Xe này đằng sau nó còn nguyên vẹn đấy, rất là đẹp ạ. Đây, phần trần của xe tôi quay lại rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Và cái xe này cũng đã có đầy đủ cái phần chắn cốp này. Đây là cái phần chắn cốp, nếu như quý vị các bạn để đồ nặng ở dưới, đồ nhẹ ở trên, và nếu như không quý vị có thể gấp lại như này. Đó, quý vị có thể gấp lại cái chắn cốp hoặc có thể bỏ ra để đồ cho thoải mái. Đây là cái lốp sơ cua của xe này. Lốp sơ cua tuy có hạ rồi nhưng mà chiếc xe này cái lốp sơ cua còn đang rất là dày. Rất là dày và đẹp đấy. Đấy, đây là cái lốp sơ cua của xe cũng đã hạ rồi nhưng còn đang rất là dày. Chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã mua một cái bộ áo ghế để bọc cái ghế đằng trước đây. Đây là cái bộ hạt gỗ để cái áo ghế đằng trước mà chúng tôi dọn dẹp xe thì chúng tôi lại bỏ gấp gọn ở đây. Nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe này mà lại muốn dùng cái đấy thì chúng tôi lại lắp vào cho, còn nếu mà không thì chúng tôi bỏ ra thôi. Đây là cái phần lắp thêm của chủ xe. Tiếp đến tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái tab bi cửa trước bên phụ đấy. Thỉnh thoảng quý vị và các bạn có nghe tiếng kêu píp píp và tiếng quạch quạch của tiếng cửa, đấy là chính là cái khóa tự động mà chủ xe đã độ lên đấy. Chiếc xe này chỉ một lúc thôi là nó khóa tự động, nó khóa lại. Nếu như quý vị và các bạn cầm chìa khóa ở bên ngoài theo người thì nó sẽ tự động khóa, còn nếu như mà cái khóa vứt trong xe thì không khóa được. Quý vị và các bạn, đây là khóa thông minh thì cứ bỏ vào trong túi quần thôi, là chỉ tự động là nó sẽ khóa, một lúc là nó sẽ khóa. Đấy là cái để tính năng an toàn cho chiếc xe. Chủ xe cũng đã độ được rất là nhiều đồ rồi đấy ạ. Đây là cái phần ghế phụ của chiếc xe. Cái mái ghế phụ này thì còn đang rất là đẹp đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Táp lô cũng còn rất là đẹp. Tất cả đều sạch sẽ. Bây giờ tôi lại mời quý vị và các bạn cùng tôi lên chiếc xe để tìm hiểu về cái phần option của chiếc xe này. Đây là cái phần tựa tay cho hàng ghế trước đấy. Nếu như không thích thì chúng ta có thể dựng lên hoặc để xuống. Và cái phần này là cái phần cốp để đồ đây. Đấy, đây là cái phần cốp để đồ. Rất tiện lợi. Vâng, đây chính là cái phần táp lô của xe. Đây là cái phần táp lô của xe mà tôi bật khóa thông minh để nổ. Đây là cái xe này chủ xe đã độ lên phần khóa thông minh để nổ đấy. Đấy. Khi tôi bật điện lên này thì cái gương nó sẽ tự động nó ra. Đấy, quý vị các bạn cùng xem thấy đấy. Khi cứ điện bật lên là cái gương tự động mở ra, đấy là cái phần độ của xe. Xe cũng đã được trang bị lên là cruise control, tức là ga tự động đây. Phần cruise control nếu như quý vị các bạn chạy đường cao tốc thì rất cần đến cái chức năng này. Tôi không phải giới thiệu nhiều nữa, chắc quý vị các bạn cũng đã biết về cái chế độ này rồi đấy. Và đây là cái đồng hồ của xe đấy. Chiếc xe chạy được 8 vạn km rồi đây. Mời quý vị các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe đã chạy được 8 vạn km rồi. Và cái đầu này là chủ xe cũng đã độ lên là cái đầu DVD. Và cái màn hình giải trí đa phương tiện này có chế độ GPS này, thẻ nhớ của GPS này. Đây là cái phần thẻ nhớ của GPS đây. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây, mời quý vị các bạn cùng xem. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Cần số thì của dòng Honda này thường được lắp như này, và sau 5 tháng thì dùng là sức sát một chút ít thôi. Nhưng nhìn về tổng thể thì xe còn rất là đẹp ạ. Và đây chính là cái phần head up display mà tôi giới thiệu cho quý vị và bạn người xem đấy, tức là hiển thị tốc độ trên kính lái. Hiển thị tốc độ trên kính lái, nếu như quý vị các bạn chạy xe thì có thể nhìn lên kính lái biết tốc độ xe của mình mà không cần phải đưa mắt xuống tầng dưới để mất an toàn. Đấy. Còn đây chính là cái phần cảm biến lùi, và nó là cái phần hiển thị đa năng. Hiển thị đa năng cả đồng hồ, cảnh báo áp suất lốp. Đấy. Mời quý vị và bạn cùng xem. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị bạn cùng xem rồi đấy. Và đặc biệt ở cái dòng xe SUV thì chỉ có Honda CR-V hoặc Santa Fe thì lại có cái phần gương cầu này, để người lái xe, tức là hàng ghế trước, có thể ngồi và nhìn được cái hàng ghế sau. Đấy, đây là cái phần gương cầu. Và cái trần xe thì còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ đấy. Nội thất hoặc ngoại thất chiếc xe nó có đẹp đi, nó có đẹp đi đến đâu đi chăng nữa, chúng ta quan tâm vẫn là chính, vẫn là phải là cái động cơ của chiếc xe đấy. Honda cũng đã trang bị cho cái bản CR-V này là một động cơ 2.4 lít và động cơ xăng, động cơ xăng đi kèm một số tự động đây.
động cơ 2.4 lít mà chúng tôi cũng vừa mới dọn đi qua về cái động cơ này rồi, nên quý vị và các bạn xem. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem về phần động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe này động cơ đang rất nổ đây, đây máy đang nổ đây, nhưng mà nghe tiếng rất là êm. Quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới dọn máy xong, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn gắn kết ốc trên máy đây. Ốc trên máy có mặt máy tất cả này, tất cả ốc mặt máy trên máy này có đưa lại hết, chưa có va chạm gì, chưa có đâm đụng gì cả, và chỉ có ngập nước thì là cái máy móc của tất cả cũng như đã được, tất cả các cũng như đã hết. Ốc cabo này, rồi cũng quay cho các bạn xem về cái ốc cabo này, tất cả ốc cabo này, ốc cabo này. Đây là những phần lỗ đây, nếu như quý vị và các bạn xem nhá, nếu mà xe tai nạn rồi thì cái lỗ nó không còn nguyên bản được như này đâu, kể cả có tác động của thợ vào sửa chữa bằng bàn tay của thợ, bàn tay của người thợ có giỏi đi đến mấy thì cũng không làm mất đi cái phần va chạm của xe đâu, tất cả cái ống này, tất cả cái ống này. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc của bạn. Quý vị và các bạn đang xem clip thì mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận clip mới nhất của ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên đây ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến clip của tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090-560-8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.